cháy lớn vào rạng sáng nay mà đồng nghiệp của chúng tôi ở báo VN Express đã ghi lại tại chung cư Carina Plaza, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy cương nghiêm trọng này trong khi người dân đang ngủ say đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương nặng, trong đó có nhiều trẻ em. Nhiều người đã phải nhảy từ trên tầng cao xuống để kịp thoát thân, và đến bây giờ thì nhiều người vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Vụ cháy bắt nguồn từ tầng hầm giữ xe của chung cư Carina, nặng nhất là tại khu A của chung cư. Lửa khói nhiều đến nỗi người dân ở các tầng cao cũng không dám chạy ra ngoài. Người dân cho biết chỉ nghe tiếng la hét là biết có người thiệt mạng. Đứa học lớp 1, đứa học lớp 5 thì nó ngộp thở quá, nhưng mà có cái bé gái nào đi chung á, xỉu luôn. Ngoài 13 nạn nhân thiệt mạng còn có rất nhiều người bị thương trong vụ cháy. Cho đến trưa nay, xe cấp cứu vẫn còn phải túc trực tại hiện trường để điều trị. Hồi sáng là tức ói rồi nhưng mà do lúc đó có nhiều ca còn thiết hơn. Dạ. Mình còn em nó nghĩ nó còn trẻ, nhiều cho những ca còn thiết hơn. Đi cứu người khác à? Đến hả? Đi giúp để dành xe cấp cứu cho những cứu ca khác nặng hơn. Dạ. Thì bây giờ nó cảm thấy nó tức ngực, khó thở. Dạ. Nhiều người dân không có dụng cụ thoát nạn đã nhảy từ lầu cao xuống dẫn đến bị chấn thương. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Và phóng viên chúng tôi thì cũng đã có mặt tại bệnh viện nơi các nạn nhân bị bỏng được chuyển đến cấp cứu và để ghi nhận tình trạng của họ cũng như là tình hình cứu chữa họ lúc này. Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì 5 bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân nhiều nhất trong rạng sáng nay gồm Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Quận 6, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quận 8 và Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngoài 13 trường hợp đã được cơ quan chức năng xác nhận đã tử vong, thì hiện nay 10 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy có tiên lượng xấu. 8 bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy là do bỏng đường hô hấp rất nặng. Hiện thời thì chúng tôi đã có nội soi hút cho 5 bệnh nhân. Tình trạng là bỏng đường hô hấp gần như 100%. Hiện thời thì chúng tôi đã giải quyết được 5 bệnh nhân và sẽ còn 3 bệnh nhân sẽ được giải quyết trong buổi sáng hôm nay. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận 10 nạn nhân trong độ tuổi từ 2 đến 10, trong đó có một bé mới 3 tháng tuổi. Chúng tôi đang cho hỗ trợ bằng CPAP và với cái FiO2 nồng độ oxy 100%. Đầu tiên nhất là cái ngộ độc CO và cái thứ hai là có khả năng là bỏng đường thở thì rất là dễ ảnh hưởng tới cái não, do đó tụi tôi phải cho tiến hành đi thở oxy cao áp với nồng độ cái oxy là 100% giá trực dương để mà tống cái CO ra ngoài. Chúng tôi nhận thấy là sau cái đợt cấp cứu ban đầu thì tất cả bệnh nhân nó tương đối là ổn định, ngay cả những ca một ca mà tôi nói là bệnh nhân có cái bệnh phổi nền á thì hiện tại bây giờ mặc dù gọi là bệnh nhân trở nặng hơn nhưng mà cũng gọi là ổn định. Cập nhật của phóng viên cho đến thời điểm này, hiện đang có 26 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quận 6, 12 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và sức khỏe đang dần ổn định. Về vụ việc này, thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký công điện nêu rõ vụ cháy chung cư Carina Plaza tại đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Một là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình có người bị tử vong và bị thương, tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Hai là Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và diễn tập phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy cao, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng có đông dân cư sinh sống, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoặc là đình chỉ hoạt động những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì cần phải xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.